1 tới 3 mà mày không uống là tao cho mày uống nhiều hơn đó. 1. Ừ. Ê, cho tao cho múc ban. Ừ đó, múc ban vô, múc ban. Chận chồng, chận trắng, chận chó rồi lên. Hả? Kìa nó chọc, nó lé luôn, nó bú nó lé luôn kìa. Bú nó lé luôn kìa. Nguyên nó bú giờ nào, bú họ lé luôn. Bú họ nó lé luôn kìa. Mê mê. Bú lé, bú lé. Con này sao nãy kêu đổ 60, con đổ nó 90 gì. Hello mọi người, bữa nay em lại bày trò cho khùng trò điên cho đàn nhân viên của em. Em đã mua dụng cụ rồi, bây giờ mình sẽ về mình hành nghề nha mọi người, ok. A few moments later. Chơi trò chơi không? Chơi mình đi má, rảnh đâu mà chơi. Chơi. Thế nào thua muốn mình sửa nghe. Hả? Lên trụng cái xôi cho diệt khuẩn đây, để mấy bé uống đau bụng mà thầy rút gạch đó. Thầy biết chơi không? Sắp rồi thầy. Ủa cái này chơi làm sao? Để của thầy ở như đè đó. Cái ghê vậy? Chơi cái này hồi hộp. Ôi ghê. Rồi tất cả đã sẵn sàng mà anh em vô chinh chiến. Đây nha mọi người, đây là thể lệ cuộc chơi nha mọi người. Ai thua là phải uống sữa nha. Mình trở về khung cảnh tuổi thơ sữa xưa xưa nha. Nè, người mẹ tương lai nè, bị chúng lấy có bầu, mẹ đơn thân. Đơn. Được rồi. Rồi, sữa của bé đã chuẩn bị sẵn sàng nha bé. Giờ chơi nào trước? Chơi này đi. Rồi, này, ai đâm trước? Uống sùm đi. Uống sùm đi. Ừ, kèn thầy đâm trước kìa. Xoay vòng đi chứ. Rồi. Rồi, ta thấy cứng ngắc rồi đó. Đâm nó vô chị vô. Đâm sát vô. Vô sát luôn. Chứ mình không biết. Mà nó cứng chưa? Nè, dính cứng rồi nè. Rồi. Rồi xác định rồi đó. Cái chỗ bể nó bị. Rồi vô chưa? Vô chưa Ti? Rồi được rồi. Không, không biết. Chưa biết cái này. Tin tưởng rồi. Sâu nè, không nổi, lúc cán luôn nè má, má muốn gì nữa. Lúc cán lên, kiếm luôn, muốn gì nữa. Vô sâu rồi đó, vô lỗ sâu rồi. Chưa. Chưa vô nữa kìa. Ủa em cũng vậy nè thầy. Vậy là đứa nào? Nào? Người của ai? Sao mà không đợi tới vòng mà lanh lanh chanh. Vậy là mày uống mày. Ai kêu tội mà lanh chanh tại anh vậy? Có Nguyên mà găm vô Nguyên cái của Nguyên dặn ra kìa. À, ai mà ai bộ mẹ ăn gian chơi mày chọt lẹ mày uống mày, uống cho mày uống cái ít đó. Lanh 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 chanh. Lanh chanh. Có chơi có chịu sức liệu mà chơi đúng không? Lẹ đi Việt Nam đó là làm lẹ đấy. Mấy mặt qua đây nè, anh em cổ vũ à. Cố lên. Bú lọ, bú giỏi mẹ thương, bú giỏi mẹ thương. Bú giỏi mẹ thương. Cái trò này là qua đó cưng. Ê, bà đó không có trong cái quy trình này đi ra thôi. Quay lại tuổi thơ đi chứ. Thôi nè, lẹ nè. Từng của bậc mẹ. Lẹ nè, bú giỏi mẹ thương. Lẹ. Lẹ đi, bú giỏi mẹ thương, lẹ đi, uống giỏi mẹ thương. Mấy đứa lấy cái cây ra đây, cho đây, cầm cái đó. Tao đếm từ 1 tới 3 mà mày không uống là tao cho mày uống nhiều hơn đó. 1. Ừ. Ê, cho tao cho múc ban. Ừ đó, múc ban vô, múc ban vô. Múc ban vô. Cho mặt nó thê kìa. Ê, trời ơi. Uống cái bự mày. Ừ, uống đi đó, cầm đi vòng đi, uống xong rồi đưa lại cho mẹ mẹ rửa. Ê, phá hoại nghe, 300 ngàn. Bé nó uống còn long đền nha mọi người. Thôi kệ, tha cho bé nó. Nó hai cái bệnh nó bị gì. Cái xấu trò này được gọi là trò cá xấu nha mọi người. Đó, nó sẽ có răng nè, đứa nào bị phập là đứa đó thua nha. Thằng Thệ thua một bàn, nó thua một bàn nữa là hết lãnh giải. Hết thời rồi. Mày bấm xuống cái là mình không gặp mình không chứ. Đúng rồi. Nãy ra em giật mình rồi. Nó thua. Chắc bé Quyên nữa. Hết tham dữ rồi. Mày đừng nói tao bú hết ba bình này nghe thầy. Ủa tao sát như mày. Sát khỏe. Bú này nữa. Ừ.
Quyên ơi, mình đã yêu nhau em đến ngày sau cũng sao thay đổi được ra. Thích màu nào? Rồi. Trời ơi, Quyên bố mà kêu thằng Hiếu qua đây. Đi chạy kêu thằng Hiếu qua đây. Chứng kiến cảnh Quyên nó bú nè. Ê, bú mà che khẩu trang là chết chơi có chịu. Phê phê, mắt phê phê à. Phê phê. Trợn trọng trợn trắng lên, trợn mắt lên. Lộn nhộn quá. Vậy nè, vậy nè. Bú, bú, bú ngon rồi trọng. Đó. Mắt đê phê, mắt đê phê. Hiếu ơi, anh Quyên nó bú nè. Mắt đê mê, cả mắt đê mê. Bé Hiếu ơi, bé chế Quyên của cưng bú nè. Cả mắt đê mê. Bú kìa, nó bú kìa, đang bú kìa. Hiếu ơi, hãy cổ vũ tinh thần chế Quyên. Đó. Trận chồng, trận trắng, trận chó rồi lên. Hả? Kìa nó chọc, nó lé luôn, nó bú nó lé luôn kìa. Bú nó lé luôn kìa. Nguyên nó bú gì nào, bú họ lé luôn. Bú họ nó lé luôn kìa. Bê bê, bú lé, bú lé. Bú lé luôn nha, bé Nguyên bú lé luôn. Lố à. Hay quá. Đó, chọn lé cái nữa coi. Lé cái nữa, lé cái nữa, lé cái nữa. Lé cái nữa coi. Đó. Trời má ơi, bú lé thiệt luôn má. Rồi được vô vô chứ. Ok quá được. Thấy chưa nè. Nè người ta có lông đền đâu. Mày lông đền. Ờ hai đứa nó lông hết nha. Báo giờ chơi này rồi biết sao gút. Màu đỏ là gút màu đỏ chứ. Biết rồi. Rồi cho gút cái này luôn rồi. Rồi chứ gút hình xui nha. Gút sao được cho gút đây không? Ừ. Nè. Yeah. Này. Come on baby. Bên này là nó sẽ sụp nó sẽ gút. Gút không ta? Mấy đứa hay hỏi là gút. Cái đứa phải hỏi lần nữa. Ê trời trời trời. Đó, chưa đâu. Lâu lắm bé rồi. Yeah. Không được Quyên ơi, nó nặng lắm Quyên. Đùi thằng Thệ nữa rồi, chắc Thệ bú rồi giống ai vậy. Màu vàng. Vàng đi con ơi. Xanh hả? Xanh, xanh. Đây, xanh, 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 khó bú rồi nha. Ê. 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 Mấy mình đây là chết thử coi chết. Đâu được. Không được, bên đây nè, bên hồng cũng. Đó, tới ghế đây nè, đây còn ba cục mà. Nó sập không? Nó sập thì uống thôi. À, nặng quá. Được. Màu gì? Hút cái này nè, cái cây này nó còn nằm trên này mà. Bậy cái này nè, cái này nè. Ê, đó, gọi ra gọi. Mày cứ dời thôi. Ừ, cứ dời. Ừ, đó cho nó thăng bằng rồi rồi rút cái kia. Dời ra rút cái kia. Ừ, đó. Ừ, ừ. Đâu sập hết đâu lo. Chừng nào sập hết mà. Màu trắng. Rồi, rồi. Ồ, người của đỉnh chơi phải không? Học hỏi đi. Màu vàng, trời ơi lấy thôi. Màu vàng đều luôn á thầy. Đó, cái này mới ghê nè. Trời trời má gọi xanh. Sập biết sập rồi. Làm sao mà sập được. Đâu được. Tự sập á. Nó không có còn cái đồ chịu ở dưới nữa. Sao gút trời. Nhưng mà chiếc gút cái này nó không còn đồ chịu bên đây nữa là sẽ sập. Vậy là sập đó hả? Sập rồi. Rồi sập ơi, đừng không sập. Đừng. Tại vì gút ngay con đó sập. Sữa kìa. Bỏ đi. Bú tiếp mẹ con ơi. Xuống bú tiếp mẹ con ơi. Mẹ con bú vú. Con này sao nãy kêu đổ 60 con đổ được 90 gì. What's in there?
quá chi nhiều. Người ta núp, người ta phải cái cơ mặt nó phải nhúc nhích cùng nguyên lắm. Nó làm sao mà tao không thấy chỗ này nó nhúc nhích luôn. Núp quá ngà. Đó không? Má xui không hợp cái này. Uống là không có lâm đời. Tao thiệt á. Cảm ơn mọi người nhé, cho xin một nút like nha. Bắn tim.